gọi là growth mindset. Làm thế nào những cái người họ luôn luôn muốn thay đổi, họ nghĩ là họ có cơ hội để tiến bộ, để thay đổi, để làm mọi thứ tốt đẹp hơn. Nó rất là khác so với fixed mindset, tức là cái tư duy cố định. Tôi là như thế và tôi không thể thay đổi được. Thực ra trên đời chúng ta sẽ có hai thứ chúng ta không thay đổi được. Đấy là khi chúng ta ra đời và khi chúng ta qua đời. Đấy là hai thứ chúng ta không thể bao giờ thay đổi được. Nhưng ở giữa, in between chắc là thay đổi được, đúng không chị? Chị có thể chia sẻ với em một vài cái kinh nghiệm, cái perception, cái góc nhìn của chị liên quan đến cái tư duy tăng trưởng, tư duy tiến bộ của người phụ nữ. Làm thế nào để chị nhận ra họ? Họ có những cái tố chất nào để chị nhìn thấy à, mình nên invest vào người này bởi vì họ sẽ tạo được rất nhiều sự thay đổi trong tương lai? Khi mọi người đến với tôi thì mọi người sẽ nói, thường mọi người sẽ rất là xa đà nói là em hay cháu, sản phẩm là như thế này, dịch vụ là như thế kia, đã làm tăng trưởng rồi, có doanh thu rồi, vân vân. Tôi nghe câu chuyện đó, nhưng thường bao giờ tôi cũng hỏi là tại sao bạn làm cái điều đó? Tại sao bạn làm cái business đó? Bởi vì cái đấy là cái rất là inside ở trong con người mình. Và khi mà nói chuyện ấy thì nó sẽ toát lên cái sự tham vọng của bạn tới đâu. Ví dụ như người châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng đều không thích phụ nữ tham vọng. Nhưng mà với tôi ấy, thì tôi rất thích những người phụ nữ tham vọng. Bản thân tôi là một người tham vọng. Khi mà tôi đặt tên là Việt Nam Silicon Valley, rất nhiều báo chí nước ngoài đã chỉ trích là Việt Nam, tức cách đây 10 năm ấy, là cái đấy bà có nghĩ là bà quá tham vọng không? Thì mình nghĩ là ước mơ mà có không dám lớn thì làm được cái gì, đúng không? Tại sao lại không tham vọng? Và tôi trả lời họ và cái việc là gì? Các anh ấy nhẽ ra phải hỏi tôi là tại sao tôi làm nó? Không phải là chỉ có tôi làm thế nào, bởi vì tôi làm thế nào thì có nhiều chuyên gia có thể làm giống tôi, có thể làm một chút khác. Nhưng cái quan trọng nhất là tôi là cái người sẽ theo đuổi cái việc đấy đến cùng. Sẽ làm thế nào để Việt Nam có một cái thị trường vốn về đầu tư mạo hiểm, lôi kéo được các cái nguồn vốn, nguồn quỹ từ nước ngoài để đầu tư cho những cái ý tưởng đổi mới sáng tạo. Không cứ là các bạn trẻ, nhưng tại sao chúng ta lại thấy là các bạn trẻ? Bởi vì khi tôi làm ấy, theo thống kê là có tới 70% dân số Việt Nam là ở độ tuổi mới có 27 tuổi, rất là trẻ. Đấy, cho nên là tại sao chúng ta thấy nhiều startup ở Việt Nam độ tuổi trẻ là như thế. Và nó cũng rất là thành công, rất là thành công. Quay trở lại câu hỏi của Khổng Loan là nếu mà một người đến với tôi và nếu người đó là phụ nữ thì tôi sẽ nhìn bạn ấy, ở đây hôm nay chắc là không có, nhưng mà nếu có thì bạn ấy đang bận một số việc gia đình không thể có mặt thôi, chứ còn bạn ấy là có một người gọi là KOL ở trên Facebook cũng như là các mạng xã hội ấy, tên là Lena, Nguyễn Thị Lena. Thì bạn đấy là một cái bạn mà cách đây 5-6 năm gì đấy, thì trong một dịp đi công tác về Sở Khoa Công nghệ Nghệ An thì cái anh giám đốc sở với nói là o lắm nào, o xem đầu tư cho nó cái con này nó làm tốt lắm. Thế thì mình cũng gặp bạn ấy nhìn mình thật sự là bằng nửa con mắt. Cô làm gì được cho cháu? Cái gì? Cháu là học báo chí này, cháu là đã phải tự vật lộn để có thể ra được cái cơ ngơi như ngày hôm nay. Có bao nhiêu hectare đấy trồng cam và đã bán. Thế bảo, thế cô là bên nào? Bảo cô là bên quỹ. Cháu cũng không cần quỹ vì tự cháu có thể huy động được 3-4 tỷ. Mà mình rất là thú vị với cái cô này vì trông người bé tí bé teo ra mà nói năng rất là khó chịu theo cái dạng kiểu rất là thách thức á. Thì mình hiểu là đằng sau những cái người mà luôn luôn có cái sự thách thức đấy là họ rất là yếu đuối và họ có một cái gì đó họ mong muốn nhưng họ chưa làm được. Cái sự đấy chính là cái sự yếu của người ta và mình có thể đi cùng với họ được. Ngày trước ấy, trước khi gọi mẹ cô ơi, con có cái, nhưng mà con nói này cô đừng bảo con tham vọng quá nhá. Sao mà nói sao? Con muốn xây dựng hẳn một cái làng, con muốn đầu tư một cái làng mà ở trong đó là cư dân sống hạnh phúc với nhau, trồng cây rồi làm những cái thứ mà họ thích, rồi các bạn trẻ có thể về làm nông nghiệp được và con có thể là chia sẻ với các bạn. Và bạn biết không, cho đến ngày hôm nay ấy, bạn ấy đã có một cái làng như thế. Tham vọng là tốt, bởi vì cái văn hóa châu Á cũng như ở Việt Nam, người phụ nữ luôn luôn muốn lùi ở đằng sau, không muốn người khác nhìn thấy mình là một người mạnh mẽ, một người tham vọng. Nhưng Loan mới quan sát rất nhiều các cuộc họp, thì hầu hết đều là nam giới ngồi họp. Khi mà nam giới ngồi họp, họ sẽ đưa ra những quyết định mà không có sự đại diện của phụ nữ, hoặc là sẽ có xu hướng phục vụ những cái nhu cầu, những cái lợi ích
của nam giới. Cái này không phải là phân biệt hay gì, nhưng đấy là một cái xu hướng của cái não mình. Bởi vì chúng ta không xuất hiện ở trên cái bàn họp đấy. Làm sao họ nhìn thấy là họ cần phải đáp ứng nhu cầu của chúng ta, đúng không? Thế thì em rất cảm ơn chị đã đưa ra một cái thông điệp rất là quan trọng như thế. Ambition is good. Và đừng có sợ để nói ra những tham vọng, bởi vì biết đâu khi mà các bạn gặp may mắn hoặc có một cái duyên tốt đẹp cho cuộc đời mình thì chúng ta có thể gặp những người mà có thể đi cùng với chúng ta, giống như chị Lê Anh đã gặp Lena, và chị Lê Anh đã không có quá là quan trọng hóa cái việc là Lena đã rất là ban đầu sẽ không đánh giá cao mình là chị làm được gì cho em, nhưng sau đó thì hóa ra là một cái mối quan hệ rất tốt đẹp, và chị cảm thấy rất tự hào về điều đấy. Em rất cảm ơn chị đã nhìn thấy đúng người, nhìn thấy được cái viên ngọc sáng ở trong mỗi một con người.